chào các bạn có biết trên tay mình đây là cái gì không? Bưu điện mới vừa gửi đến cho mình luôn. Các bạn nhìn xem. Ở đây, đây là địa chỉ công ty, địa chỉ của mình thì mình dán rồi. Địa chỉ của công ty và đây là công ty Minano Hankoya. Hanko là cái con dấu đóng ở Nhật. Thì khi mà đến Nhật á, thì hầu hết là mọi người cần có Hanko để đóng dấu. Thí dụ như là mình làm những công việc hành chính hay là đi ra ngân hàng cũng cần có con dấu. Thì rất là nhiều bạn đã hỏi mình là muốn mua con dấu ở Nhật thì có thể mua ở đâu cho rẻ. Nhưng mà thật ra thông thường thì khi mà các bạn đến Nhật á, thì bên trung tâm tư vấn du học cũng sẽ giúp các bạn làm từ trước rồi. Nhưng mà nếu những ai muốn làm lại con dấu chẳng hạn thì có thể là làm trên website của cái công ty này. Thì con dấu của mình á, cái này là gomu, là cái loại con dấu cao su. Thì hôm nay mình sẽ mở ra cho các bạn xem con dấu của mình nó như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra. Đây rồi sao nữa. À đây là rồi. Ồ rồi, đây hết rồi. Như các bạn thấy đó, con dấu mà mình chọn á là đóng theo cái hình JB Viva, là cái hình mà mình thường hay để thumbnail trên YouTube á, rất là dễ thương. Thì khi mà con dấu đó đóng thật ra thì nó sẽ trông như thế này. Mình sẽ lấy cái này ra cho các bạn xem đây có cái gì hay không. Ok, ok, cái này là dấu đóng mẫu, dễ thương quá. Cái này chắc là hình của chủ tiệm, thấy ở đâu cũng có. Đây nó giới thiệu các loại con dấu của nó, những cái hình thù. Mình á thì rất là thích cái loại thủy tinh như thế này, cực kỳ đẹp luôn, nhìn rất là sang. Hoặc là cái loại này, nhưng mà mình chọn cái loại đơn giản nhất bởi vì nó rẻ nhất. Nên người ta giới thiệu một số cái hộp đựng con dấu rồi thân con dấu, rất là dễ thương. Rồi, đến phần chính thôi, chúng ta sẽ mở ra xem nó như thế nào đây. Vọng là nó đẹp. Wow. Wow, JB Viva. Và đây là hình con dấu. Đẹp quá, đẹp quá. Yay. Wow, quá chừng đẹp luôn. Xong rồi. Ok, mình đã đi lấy về cái bát mực. Cái bát mực này á, thì mình có thể mua được ở những cái tiệm bán đồ dùng học tập á. Thì nó khoảng chừng 200 mấy 300 yên. Bây giờ mình sẽ đóng thử cho các bạn xem. Ok. Hy vọng là đóng đẹp. Ô, không thấy gì hết. Thấy mờ mờ rồi, không có thấy đẹp như người ta. Cũng tạm tạm đẹp đẹp rồi. Ok. Yeah. Ok các bạn, lý do là giống như là cái miếng cao su này nó mới quá nên nó chưa có ăn được mật đều, nên phải mình phải chấm từ từ, chấm nhiều, chấm đều một thời gian thì lá hồi ấn lên, cái này đẹp nè, thì nó mới đều đẹp được. Ok, để coi, viết chữ lên, viết chữ lên. Ok, giờ mình sẽ ký tên và sau đó thì đóng dấu vào. Ok,
Trời ơi, ngầu quá trời ngầu luôn. Để quá chừng nè. Rồi các bạn, tiếp theo đây á thì mình sẽ đóng dấu những cái quyển sách, quyển truyện, quyển tập thuộc về mình. Đầu tiên á thì đây là quyển Doraemon mình thường hay đọc, mình rất là thích cái quyển truyện này. Và bây giờ thì mình sẽ thử đóng dấu nó lên đây. Ok. Rồi. Cũng được đó chứ. Đó, thì bây giờ cuốn truyện đã có con dấu Chibi Viva. Đẹp quá ha. Tóc. Đây là quyển sách hiện giờ mình đang học. Lúc mới mua quyển sách này vẫn còn đang học lớp A6. Mình sẽ đóng dấu tiếp. Ok. Đóng dấu. Ok. Đẹp. Good. Đẹp quá chứ. Rất là đẹp luôn. Để coi coi nó có dễ bị dính không. Lấy miếng khăn giấy nè. Ok, xíu một miếng khăn giấy. Không có dễ bị dính một xíu nào hết. Rất là tốt.